Trong cái video này thì xin nói cách chữa cái trào ngược dạ dày nhé. Cái nguyên nhân về cái trào ngược dạ dày ấy, cái cơ thắt ở cái trên phía dạ dày này, nó không được chặt chẳng hạn, thì nó gây ra cái hiện tượng là cái trào ngược phần của dạ dày nhé. Và cái ống thực quản ấy, nó có một cái cơ, thì cái cơ này ấy, nó thắt chặt lại thì nó sẽ không bị trào ngược dạ dày. Vì một lý do nào đó, cái cơ này nó không được chặt lại thì nó ảnh hưởng đến cái việc là gây ra cái trào ngược dạ dày. Toàn bộ cái việc này ấy, thì từ xưa đến nay đông y đã giải quyết cái việc này. Tuy rằng các cụ hồi xưa thì không có bất cứ một cái gì để siêu âm được vào trong để nói chính xác ra được đấy là nó trào ngược dạ dày, mà các cụ căn cứ vào các cái chứng bệnh để đưa ra các cái bài thuốc. Qua cái kinh nghiệm mà nhiều năm thì cái bài thuốc ấy nó có hiệu quả. Thứ nhất ấy thì các dựa vào một cái là cái phần đau. Cái phần này thường thường ấy có thể nó sẽ gây là đau tức nha. Ở dưới cái gọi là cái phần mỏ ác này, tức là giữa này, phần giữa, phần bụng giữa. Rồi có cái cảm giác buồn nôn hoặc có cái cảm giác ợ chua, ợ hơi. Đấy, rồi nóng rát. Rồi có những cảm giác như là đau ngực. Đau ngực nhưng mà các cụ hồi xưa cũng bắt mà ra được cái mạch là đau ngực không phải đau tim nhé. Bởi vì các cái bài thuốc hồi xưa ấy, thì ngoài cái việc dựa vào trứng, dựa vào mạch nhé, mạch thì các cụ bắt ở tay ở ba bộ. Đấy, còn trứng thì căn cứ vào các cái trứng như là buồn nôn này, ợ chua, ợ hơi này, rồi đau ngực hay là tức ngực này, rồi tức ở cái bụng giữa hay là gọi là dưới phần mỏ ác của các bác ấy nha, hay còn gọi là dưới nguyên văn của từ đông y sẽ gọi là từ dưới tâm hạ. Đấy. Thì căn cứ vào các cái triệu chứng đó ấy, thì so với lại cái triệu chứng mà bị trào ngược bây giờ nó là đúng như vậy, thì các cụ đưa ra các cái bài thuốc qua kinh nghiệm của nhiều năm, mỗi nhà có một bài thuốc gia truyền riêng. Tôi nói ví dụ một số người thì có thể là dùng những cây rất là đơn giản như cây rau mương, một số người thì dùng các cái loại củ quả như là củ giòm cũng dưỡng rất là tốt, một số người thì dùng các loại cây như là cây khôi nhung dưỡng cũng rất là tốt. Còn riêng về phần thảo mộc HHT thì cũng lại có một bài thuốc riêng. Cái bài thuốc này thì được truyền nhiều đời và được kinh nghiệm của các cụ để lại. Nó chữa về các chứng bệnh mà hiện nay gọi là trào ngược dạ dày, thậm chí viêm loét dạ dày, nó cũng có tác dụng. Đặc biệt nó lại còn có tác dụng rất là tốt về gan và mật. Vì dạ dày hoạt động có tốt hay không thì phải xem vấn đề ở gan như thế nào, vấn đề ở mật như thế nào, vấn đề lá lách tức là tuyến tụy ra làm sao. Các bộ phận ấy nó đều có liên quan. Bởi vì khi các bác biết rằng cái dạ dày của mình ấy, ở cái phần dưới của dạ dày khi bắt đầu tiếp xúc với ruột non thì cái bộ phận đấy là nó có liên quan đến cái phần của cái cuống mật để nó bơm mật vào đấy nhé. Mà mật thì nó lại nằm ở gan và các cái dịch vị ấy thì nó còn liên quan cả đến các cái tuyến tụy nhé, liên quan cả đến các cái bộ phận khác nữa để nó tạo ra được cái dịch vị dạ dày cho để giúp tiêu hóa. Các cơ quan này nó đều liên quan, chính vì vậy cho nên là khi mà dạ dày có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng, một đó là cái phần dưới cái phần tim của các bác ấy nhá, nó sẽ có thể có bị cảm giác đầy trướng khó chịu, hoặc cả phần ngực này có cái cảm giác là đầy trướng khó chịu, rồi cái cơ hoành này nó sẽ hoạt, hay là cái cơ của cái thắt hậu thực quản ấy nhá, nó sẽ hoạt động kém. Thì tất cả các bộ phận này nó đều liên quan và liên quan đến chứng bệnh này. Thì hôm nay Thảo Mộc HHT xin chia sẻ với các bác và với các bạn là cái bài thuốc dùng để chữa cái trào ngược dạ dày nhá. Cái bài thuốc này không những nó chữa được cái trào ngược dạ dày mà nó còn có tác dụng để chữa cả cái viêm loét dạ dày. Viêm loét dạ dày ở mức độ nào nặng nặng nhé, thì tùy theo triệu chứng các bác có thể phải dùng kết hợp thêm một hai bài thuốc nữa. Còn nếu như viêm loét ở mức độ nhẹ thì dùng cái bài thuốc này là đủ. Bài thuốc này nó còn có tác dụng tốt cho gan, cho mật nhé. Ví dụ ở gan và mật ấy,
thì các bác sẽ thấy có cái hiện tượng là đau tức ở cái hạ sườn bên tay phải. Còn nếu mà ở cái phần lá lách nhé hoặc dạ dày thì các bác có thể sẽ thấy nó phần đau tức ở bên tay trái. Cái phần trào ngược ấy thì các bác sẽ thấy nó có phần đầy tức ở phía giữa bụng giữa này nhé, và có cảm giác như nó muốn trào ngược lên trên, thì có cảm giác là nôn ở chua đấy, nói chung là rất là khó chịu. Cái cảm giác này nó ít thì không sao, nhưng mà nó xảy ra thường xuyên ấy, thì nó gây ra rất là nhiều bệnh, đặc biệt là cái bệnh trào ngược dạ dày. Khi bệnh trào ngược dạ dày mà nó phát triển lên ấy, nhé, thì có ảnh hưởng đến rất nhiều bệnh. Ví dụ như trào ngược dạ dày nó sinh ho, trào ngược dạ dày sinh viêm họng, trào ngược dạ dày gây xoang mũi, trào ngược dạ dày gây viêm tai giữa. Đấy là đều những nguyên nhân từ cái trào ngược dạ dày. Thì cái nguyên nhân là cái trào ngược dạ dày thì các bác phải chữa cái trào ngược dạ dày đi nhé. Ví dụ như một số bác mà bị viêm xoang, các bác muốn chữa viêm xoang dứt điểm thì ngoài cái việc dùng cái thuốc nhỏ mũi đây, thì các bác phải chữa viêm xoang, thì đây là thảo dược chữa viêm xoang. Rồi các bác bị viêm tai giữa, muốn chữa dứt điểm cái viêm tai giữa, cái viêm tai giữa này thì nếu như chỉ có viêm tai giữa không thì rất dễ chữa. Các bác có thể lấy cái tổ con bọ ngựa ấy, các bác đốt thành than rồi thổi vào tai là được. Cái gốc là cái trào ngược dạ dày mà các bác không chữa thì không khỏi được. Này. Rồi nữa là nó có thể là gây ra đau mắt, rồi nó gây ra viêm họng, rồi gây ra bệnh hen suyễn. Đấy. Nặng hơn nữa thì nó có những cái biến chứng từ lành tính sang ác tính nữa, thì rất là nguy hiểm. Vì vậy hôm nay trong video này xin chia sẻ tới các bác và tới các bạn là cái cách chữa cái trào ngược dạ dày nhé, bằng cái thảo dược. Cái thảo dược này thì có rất nhiều tác dụng, trong đó thì có tác dụng chữa cái trào ngược dạ dày. Cách dùng để chữa cái trào ngược dạ dày như sau: ngày các bác dùng từ 2 đến 3 lần nhé, mỗi lần các bác dùng từ 3 đến 4 cái thìa bột này nhé. Mỗi thìa là cái thìa sữa chua, các bác đong đầy, các bác cho mồm hoặc khoảng nước các bác uống nhé. Các bác uống nào mà không dùng được ngày 3 lần thì các bác ngày dùng 2 lần, sáng tối nhé, sau ăn hoặc trước ăn đều được. Thường ấy thì các bác nên dùng trước khi ăn nha. Đấy, ví dụ như các bác nào cứ buồn nôn khó chịu, các bác cứ dùng trước khi ăn thì nó ổn định cái dạ dày xuống còn nó ta nha. Thì ngày các bác dùng 2 lần, mỗi lần 3 hoặc 4 thìa. Cái liều lượng này các bác có thể tự điều chỉnh, có thể điều chỉnh xuống 2 hoặc 3 thìa một lần, hoặc 4 hoặc 5 thìa một lần nhé, tùy theo. Vậy thì điều chỉnh như thế nào? Cái thảo dược này ngoài cái việc chữa cái dạ dày, chữa cái trào ngược thì nó còn có tác dụng thải độc cơ thể. Chính vì vậy cho nên khi nào mà đường ruột của các bác có vấn đề, tức là đường ruột của bác nhiễm độc rất nặng, thì các bác dùng cái thảo dược này để nó thải độc ra. Thì khi mới thì các bác có thể nó sẽ gây cho các bác đi ngoài ngày tới 4 hoặc 5 lần nhé. Đấy, nếu là bác nào nặng thì các bác sẽ điều chỉnh cái liều lượng làm sao để cho nó giảm xuống, hoặc các bác thấy 4-5 lần mà dễ chịu thì các bác giữ nguyên. Nhưng còn các bác nào mà uống vào rồi mà không thấy khó đi ngoài thì các bác tăng nó lên. Đấy, thì các bác tự điều chỉnh cái liều lượng. Nhưng thông thường thì ngày các bác dùng từ 2 cho đến 3 lần, mỗi lần từ 3 cho đến 4 cái thìa bột này là phù hợp nha. Video này thì chúng tôi xin chia sẻ tới các bác và tới các bạn là cái thảo dược này. Các bác và các bạn có nhu cầu mua cái thảo dược này tại Thảo Mộc HT thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345 hoặc 0964 421 551. Số điện thoại này có kết nối Zalo. Các bác muốn tư vấn thêm thì các bác cứ liên hệ hoặc liên hệ qua Zalo để đặt hàng. Xin là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo nhé.